mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống rét. Từ những việc làm cụ thể thiết thực của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Giào San trong 3-3-4 cùng với nhân dân đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 12, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ và phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và các đơn vị có liên quan. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tổ công tác đề án 06 của tỉnh, các đồng chí thành viên tổ công tác đề án 06 của tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan. Sau 2 năm triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ trong toàn quốc đã đạt được những kết quả tích cực, đã hoàn thiện thể chế, hoàn thành 5 trên 5 văn bản pháp luật theo lộ trình đề án 06, gồm 1 luật căn cước, 2 nghị định, 2 thông tư. Ngoài ra, các bộ ngành đã tham mưu ban hành luật giao dịch điện tử, nghị định quy định chi tiết một số điều của luật an ninh mạng, tạo hành lang pháp lý để triển khai các nhiệm vụ của đề án 06. Đã hoàn thành cung cấp 25 trên 25 dịch vụ công theo đề án 06 và 13 trên 28 dịch vụ công theo quyết định số 422 ngày 4 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trong đó, có 23 trên 25 dịch vụ công thiết yếu đã được thực hiện toàn trình. Năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến tại các địa phương đạt 58,2%, tại các bộ ngành đạt 31,7%. Việc thực hiện các dịch vụ công thiết yếu hàng năm đã tiết kiệm cho nhà nước 2.505 tỷ đồng. Thu hút người dân tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, các bộ ngành địa phương đã tuyên truyền vận động, hướng dẫn, cung cấp các công cụ để tạo điều kiện cho người dân, đồng thời thực hiện các chính sách miễn giảm phí, lệ phí phù hợp. Đã có 53 trên 63 địa phương tham mưu cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết miễn giảm phí lệ phí. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với chủ đề hoàn thiện hạ tầng công nghệ, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ tiếp tục hoàn thiện pháp lý để triển khai các nội dung đề án 06, đẩy mạnh ứng dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, chia sẻ kết nối dữ liệu. Vào sáng ngày 21 tháng 12, Bộ Ngoại giao đã tổ chức phiên toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước lần thứ 32, đánh giá công tác ngoại giao kinh tế năm 2023, đề ra giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành, các bộ ban ngành, đại sứ, hiệp hội doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Công tác đối ngoại và ngoại giao đã đi đầu trong việc huy động các nguồn lực bên ngoài, góp phần quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02% và dự báo năm 2023 có thể đạt trên 5%, là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Lần đầu tiên, GDP của nước ta vượt 400 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 trong ASEAN và thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Tiếp thu các ý kiến tham luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao về những kết quả đạt được, phát huy tốt vai trò của công tác ngoại giao, phát triển kinh tế của đất nước. Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ khuyến khích các bộ, ban ngành, đại sứ, doanh nghiệp tiếp tục đóng góp tích cực hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện, sâu rộng, góp phần không ngừng nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước trên trường quốc tế. Làm tốt công tác ngoại giao để Việt Nam được bạn bè quốc tế tín nhiệm, đề cử gánh vác nhiều trọng trách quốc tế quan trọng trong các cơ chế, diễn đàn đa phương, nhất là trong ASEAN và Liên Hợp Quốc, như Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khẳng định vị thế, uy tín và hình ảnh của một Việt Nam độc lập, tự chủ, phát triển năng động, là bạn bè thủy chung, chân thành, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm, nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay.
Nằm trong các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu, mùng 1 tháng 1 2004, mùng 1 tháng 1 2024, sáng ngày 21 tháng 12, đồng chí Giàng Páo Mì, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên tặng quà các gia đình, người có công và thân nhân người có công trên địa bàn huyện Tam Đường. Tại xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mì và đoàn công tác đã tới thăm gia đình thương binh Má A Cha, bản Sáy San, bà Hầu Thị Mỹ là vợ liệt sĩ Vàng A Kỳ, bản Phan Chu Hoa. Tại xã Tà Leng, Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mì và đoàn công tác đã tới thăm gia đình thương binh Lý A Hù, bản Lùng Chù Hồ Bên. Ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình người có công và thân nhân người có công. Đồng chí Giàng Páo Mì, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu luôn ghi nhớ, biết ơn những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, gia đình người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bày tỏ sự vui mừng khi thấy các gia đình người có công và thân nhân người có công phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực vượt khó, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, các gia đình người có công và thân nhân người có công luôn là tấm gương sáng tại địa phương, tiếp tục động viên các thành viên trong gia đình phát huy truyền thống anh hùng, tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng quê hương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần quan tâm, chăm lo sâu sắc hơn nữa để đời sống của các gia đình người có công và thân nhân người có công trên địa bàn ngày càng được nâng lên. Các gia đình người có công và thân nhân người có công cũng bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đã động viên thăm hỏi, tặng quà vào mỗi dịp lễ Tết. Điều đó đã góp phần không nhỏ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình người có công và thân nhân người có công ngày càng tốt hơn. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh và 79 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu vừa tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà 7 gia đình người có công, thân nhân người có công với cách mạng ở địa bàn thành phố, gồm gia đình bà Lò Thị Lơ, Đào Thị Hải là vợ liệt sĩ, bà Tô Thị Cẩm Liên, thương binh, các ông Trần Mạnh Lơm, ông Vũ Thanh Mai, ông Mai Thanh Hải, ông Bùi Văn Bé là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tại các gia đình đến thăm, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình của các thân nhân liệt sĩ, người có công và bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới những người có công đã hy sinh, đóng góp công sức cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ, động viên các gia đình người có công, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong mấy ngày trở lại đây, tình hình thời tiết chuyển rét kèm theo mưa mù với nền nhiệt hạ thấp gây ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người dân các xã vùng cao huyện Sìn Hồ. Vì vậy, cùng với công tác khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ đang đẩy mạnh tuyên truyền cũng như khuyến cáo nhân dân trên địa bàn cách phòng tránh các bệnh do thời tiết gây ra. Trong những ngày vừa qua, khi mà không khí lạnh tràn về, thời tiết tại huyện Sìn Hồ giảm sâu. Tại các xã vùng cao của huyện, trời mưa mù cả ngày. Về đêm, nền nhiệt giảm dưới 10 độ C, tác động rất lớn tới sức khỏe của người dân. Tại khoa nhi Trung tâm Y tế huyện, những ngày vừa qua, khi mà thời tiết chuyển rét, lượng bệnh nhi nhập viện tăng gấp 2 tới 3 lần so với ngày thường. Mỗi ngày có tới 20 trẻ nhập viện liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa, trong khi khoa chỉ có 40 giường bệnh, gây quá tải cho việc điều trị. Hiện nay khoa đã tăng thêm giường bệnh cũng như là các thiết bị sưởi ấm nhằm đảm bảo quá trình điều trị. Cùng với đó tăng cường công tác tuyên truyền để người bệnh cũng như là người nhà bệnh nhân nâng cao hiểu biết trong việc phòng tránh các bệnh do rét gây ra. Bên Trung tâm Y tế Sìn Hồ đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến bà con nhân dân, đặc biệt là người già và trẻ em để đảm bảo sức khỏe, thì là hạn chế ra ngoài vào buổi tối và ban đêm. Cái vấn đề truyền thông là được Trung tâm Y tế đẩy mạnh đến từng hộ gia đình, đến các thôn bản, các đơn vị trạm y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để phối hợp truyền thông cho bà con nhân dân để đảm bảo sức khỏe, để tránh các bệnh người già trẻ em sẽ mắc phải như viêm phổi, viêm họng. Xác định người già và trẻ nhỏ là những đối tượng bị tác động mạnh nhất bởi không khí lạnh. Nếu không có các biện pháp phòng chống rét tốt thì nguy cơ mắc các bệnh do rét là rất cao. Những ngày vừa qua, trung bình mỗi ngày, Trung tâm Y tế huyện đã cử 12 lượt bác sĩ xuống cơ sở, phối hợp với các trạm y tế, tuyên truyền về phòng chống rét tới nhân dân, để từ đó người dân hiểu và có các biện pháp phòng chống rét một cách hiệu quả nhất. Từ hôm qua đến giờ là thời tiết rất là lạnh,
gia đình tôi là phải mặc ấm cho các cháu nhỏ này, người lớn đi ra ngoài là phải mặc ấm, rồi là ăn uống cũng phải ăn nóng ăn sôi. Rét quá thì chúng tôi còn phải đốt lửa cho các cháu nhỏ rồi các cụ già ngồi xung quanh lửa để sưởi ấm hàng ngày. Trong 3 ngày trở lại đây, thời tiết chuyển rét và mưa mù cả ngày làm cho tỷ lệ bệnh nhân nhập viện tại các xã vùng cao huyện Sìn Hồ tăng cao do mắc một số bệnh về đường hô hấp, tim mạch, tiêu hóa. Với trung bình mỗi ngày có trên 30 bệnh nhân nhập viện do bị viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, các bệnh liên quan tới tim mạch, huyết áp và bệnh mãn tính. Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ đã chỉ đạo các khoa phòng bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống rét cho bệnh nhân, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân cách giữ ấm và bổ sung dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng. Cùng với đó, Trung tâm Y tế huyện khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt công tác phòng chống rét, nhất là giữ ấm cho trẻ nhỏ, những người có bệnh lý nền cần phải giữ sức khỏe, tránh làm việc nặng. Với những người cao tuổi cần phòng tránh đột quỵ, tai biến và uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Tại các xã vùng cao, bà con cũng cần phải giữ ấm cơ thể. Không có việc cần thiết thì không nên ra khỏi nhà khi mà trời mù, rét dưới 10 độ C. Nếu thời tiết quá rét, bà con có thể đốt lửa sưởi ấm. Tuy nhiên, cũng cần cẩn trọng trong việc đốt lửa, tránh để bị ngộ độc hoặc xảy ra cháy. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho người bệnh, nhất là người cao tuổi. Với đối tượng người cao tuổi thì không nên tiếp xúc với lại cái môi trường bên ngoài vào cái thời điểm buổi tối và sáng sớm. Còn trẻ em thì phải đủ ấm. Qua những cái nội dung như đã nói thì cái công tác tuyên truyền của bệnh viện cũng đã tuyên truyền đến người bệnh và người nhà người bệnh tăng cường cái công tác giữ ấm và hạn chế tiếp xúc với lại cái không khí môi trường bên ngoài. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong những ngày tới, không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm. Do đó người dân cần phải lưu ý trang bị cho mình thật ấm khi ra đường để tránh sự chênh lệch giữa nhiệt độ trong nhà và ngoài trời. Ngoài ra trẻ em, người già hoặc những người có tiền sử bệnh nền cần phải chú ý quan tâm đặc biệt hơn để tránh các biến cố do trời rét gây ra, nhằm giảm thiểu áp lực tại các cơ sở y tế về việc bệnh nhân nhập viện do trời rét. Thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, Lai Châu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai và hướng dẫn thực hiện. Sau một thời gian triển khai, toàn tỉnh đã có hơn 2.900 đối tượng được chi trả chính sách qua các tài khoản ngân hàng. Các đối tượng chính sách đều được hưởng đúng, đủ, kịp thời các chế độ hỗ trợ, đảm bảo sự công khai, minh bạch, góp phần cải cách thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí hành chính. Phản ánh của phóng viên thời sự. Bà Vũ Thị Oanh ở khu phố 7 thị trấn Than Uyên dành phần lớn thời gian để chăm sóc chồng bị liệt nửa người sau một lần bị tai biến. Hàng tháng, gia đình được hỗ trợ kinh phí chăm sóc và chế độ cho người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng. Trước đây, việc chi trả chế độ thông qua hệ thống bưu điện, bà Oanh phải lên bưu điện huyện để nhận tiền. Nhưng từ tháng 3 năm 2023, bà được nhận chế độ hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng. Với bà và gia đình, việc được nhận hỗ trợ hàng tháng qua tài khoản ngân hàng có nhiều tiện ích. Trước kia là nhận tiền mặt thì mình phải đi lại, lấy thì nó mất thời gian. Thì bây giờ từ ngày chuyển sang tài chuyển tài khoản ấy thì còn mình nó tiện lợi là mình không phải đi lại gì cả. Hiện nay, đối tượng áp dụng triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt gồm đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, người nhận chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng tại cộng đồng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Thị trấn Than Uyên đã tăng cường tuyên truyền vận động, hỗ trợ hướng dẫn các đối tượng lập tài khoản ngân hàng, đảm bảo 100% người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được chi trả không dùng tiền mặt. Thị trấn cũng căn cứ vào kế hoạch của huyện, cũng triển khai làm kế hoạch tuyên truyền xuống các khu dân cư, vận động các hộ gia đình là họ sẽ không dùng tiền mặt nữa và cố gắng mở tài khoản. Sau từ tháng 3 đến tháng 5 là trên địa bàn thị trấn hầu như là mở tài khoản 100%. Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 17.100 đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Thực hiện chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện thí điểm tại thành phố Lai Châu và một số xã thị trấn của huyện Than Uyên, sau đó mở rộng ra toàn tỉnh.
tập trung tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân, đặc biệt là các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội về phương thức chi trả không dùng tiền mặt. Đến nay, toàn tỉnh có gần 3.400 đối tượng có tài khoản ngân hàng và mong muốn chi trả chính sách qua tài khoản. Từ tháng 6 năm 2023 đến nay, thực hiện chi trả cho hơn 2.900 người với số tiền trên 1,4 tỷ đồng một tháng. Tập trung tại thành phố Lai Châu, huyện Than Uyên, Tân Uyên và huyện Phong Thổ. Sở Lao động Thương binh Xã hội đã phối hợp với các ngành liên quan và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cái chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đến nay đã thực hiện được 3.396 đối tượng đã được cấp thẻ trên địa bàn tỉnh và đồng thời thực hiện việc chi trả qua thẻ dịch vụ ngân hàng là 2.918 người. Việc triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho người có công và bảo trợ xã hội đóng vai trò quan trọng trong tạo chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt theo phương thức hiện đại, góp phần thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán, giảm chi phí liên quan đến tiền mặt, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 20 năm qua, từ khi chia tách thành lập tỉnh, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Rào San đứng chân trên địa bàn xã Rào San, huyện Phong Thổ đã thực hiện tốt công tác vận động quần chúng với phương châm 3 bám 4 cùng với nhân dân. Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ chiến sĩ đã giúp cho bà con vùng biên phát triển kinh tế, chung tay cùng lực lượng biên phòng bảo vệ đường biên, mốc giới, đặc biệt thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm chia tách thành lập tỉnh. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng nơi đây tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới, gắn bó mật thiết với nhân dân, tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Thời gian qua, Đảng ủy đồn biên phòng Sào San đã phân công 7 đảng viên sinh hoạt đảng bộ tại 7 chi bộ bản. Phân công 30 đồng chí phụ trách hơn 120 hộ gia đình trên địa bàn 3 xã, đồn quản lý. Trong quá trình tham gia sinh hoạt, các đảng viên bộ đội biên phòng phát huy tốt vai trò trong hướng dẫn, giúp đỡ chi bộ bản triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân không vi phạm pháp luật, tích cực xây dựng đời sống văn hóa, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân. Thời gian qua, bà con trong bản luôn được bộ đội biên phòng đến nhà để tuyên truyền chủ trương, chính sách của nhà nước, hướng dẫn bà con làm ăn, không cho con cái lấy vợ, lấy chồng sớm, không tàng trữ vũ khí trái phép. Bà con rất là cảm ơn các chú bộ đội, cùng bộ đội tuần tra, bảo vệ biên giới của Tổ quốc. Đồn biên phòng Sào San, với nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới dài hơn 16,7 km, quản lý 5 mốc giới và phụ trách địa bàn 3 xã, Tung Qua Lìn, Sào San, Mù Sang của huyện Phong Thổ. Nhằm xây dựng và giữ vững địa bàn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, Đảng ủy, chỉ huy đồn xác định công tác vận động quần chúng với phương châm 3 bám 4 cùng làm nòng cốt, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, chung tay cùng lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới của Tổ quốc. Tuyên truyền cho bà con mình để thứ nhất là cho bà con hiểu về pháp luật, thứ hai là để bà con nó cũng người ta cũng hiểu, người ta cũng lên, ví dụ như có thể tuyên truyền cho người ta biết về những cái lên mạng tra, rồi những cái chăn nuôi trồng cây phát triển kinh tế, rồi cùng đội xuống phối hợp với xã để xuống bảng tuyên truyền lồng ghép cho bà con về hiểu về pháp luật. Bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên và điều kiện thực tiễn tại địa bàn, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin trong quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và bộ đội biên phòng, tăng cường khối đoàn kết giữa các dân tộc. Đến nay, trên địa bàn 3 xã, duy trì 8 tổ tự quản đường biên, mốc giới, 5 tổ tự quản, 5 cột mốc. Năm 2023, đơn vị đã phối hợp tổ chức tuần tra biên giới được 171 lần, với gần 1.600 lượt người tham gia.
thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về luật biên phòng Việt Nam, ba văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam Trung Quốc, và cũng thường xuyên phối hợp với phía bạn để tổ chức tuần tra liên hợp chấp pháp, và thông qua đường dây liên lạc nóng, gửi thư để đấu tranh những tội phạm xuyên biên giới, góp phần vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Sào San trong ba bám bốn cùng với nhân dân đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, từ đó xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc trong suốt 20 năm qua. Năm 2023, công nghiệp chế biến nông lâm sản trên địa bàn tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, quy mô phù hợp gắn với vùng nguyên liệu. Trên địa bàn tỉnh hiện có 28 doanh nghiệp, hợp tác xã và trên 80 hộ sản xuất chế biến chè, tập trung tại địa bàn các huyện Tam Đường, Tân Uyên và thành phố Lai Châu. Một nhà máy chế biến chè mủ cao su tại Nậm Tâm, huyện Sìn Hồ, với công suất 5.000 tấn trên một năm. Đang đầu tư hai nhà máy chế biến Macca với công suất 6.000 tấn quả tươi trên năm trên một nhà máy. Một số cơ sở chế biến quế quy mô nhỏ, sản phẩm chủ yếu là tinh dầu quế để tiêu thụ trong nước. Một hợp tác xã chế biến chuối với công suất 100 tấn chuối tươi nguyên liệu trên một năm. 78 cơ sở chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ với quy mô nhỏ, tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố và thị trấn các huyện. Sản xuất các sản phẩm mộc dân dụng và gỗ cốt pha phục vụ thi công các công trình. Năm 2023, diện tích gieo trồng cây lương thực toàn tỉnh đạt trên 51.000 ha, giảm gần 1.000 ha so với năm 2022. Trong đó, diện tích lúa thực hiện được 31.392 ha, diện tích ngô 19.625 ha, với sản lượng lương thực có hạt trong năm đạt 225.000 tấn, đạt 100% so với kế hoạch năm. Có được kết quả trên là do ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn bà con nông dân cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng, đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Các huyện thành phố đã chủ động tích cực chỉ đạo tổ chức triển khai sản xuất các vụ trong năm, đảm bảo kế hoạch giao, chủ động các phương án phòng bệnh cho cây trồng. Cùng với đó, bà con nông dân trong tỉnh đã tích cực áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là sử dụng các giống lúa ngô có năng suất chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đồng thời chủ động chăm sóc phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên năng suất cây trồng đảm bảo. Trong năm qua, ngành thanh tra Lai Châu đã triển khai 128 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Trong đó có 81 cuộc theo kế hoạch, 47 cuộc thanh tra kiểm tra đột xuất và chuyên đề theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Đến nay, đã ban hành kết luận hơn 100 cuộc. Qua thanh tra kiểm tra, đã phát hiện vi phạm trên một số lĩnh vực, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục, chấn chỉnh trong công tác quản lý. Cụ thể, sai phạm về kinh tế số tiền hơn 20,7 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi ngân sách hơn 8,1 tỷ đồng, kiến nghị khác về kinh tế trên 12,5 tỷ đồng. Đồng thời, ban hành 179 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 85 tổ chức và 93 cá nhân, kiến nghị xem xét xử lý hành chính 7 tập thể và 34 cá nhân. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.